Thưa các bạn, sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức đã khiến cho một số nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định chính trị của Việt Nam. Giới quan sát nhận định rằng họ có thể chần chừ trong việc đầu tư vào Việt Nam, và về phần mình, có lẽ chính quyền Việt Nam cũng nhận ra được điều này. Chỉ trong một tuần kể từ khi ông Thưởng từ chức, Việt Nam đã có những động thái về mặt ngoại giao với ba đối tác lớn là Mỹ, Trung Quốc và Nga. Xin mời các bạn cùng BBC News tiếng Việt tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, cũng như về tình hình chính trị Việt Nam gần đây nhé. Vào thứ Ba ngày 26 tháng 3, trong dịp công du tới Mỹ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã lên tiếng trấn an Mỹ rằng việc ông Thưởng từ chức sẽ không gây ảnh hưởng tới chính sách kinh tế và đối ngoại của Việt Nam. Lý giải cho việc này, ông Sơn đã viện dẫn đến hệ thống lãnh đạo và hoạch định chính sách mang tính tập thể của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam có hệ thống lãnh đạo tập thể, quyết định chính sách đối ngoại và chiến lược phát triển kinh tế một cách tập thể. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến công du này của ông Sơn nhằm triển khai tuyên bố chung giữa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9 năm 2023, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong cuộc họp báo với Viện Nghiên cứu Brookings Institution ở Washington hôm 26 tháng 3, ông Sơn đã nhận được câu hỏi về việc ông Thưởng bị miễn nhiệm. Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã nhắc đến chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nói rằng chiến dịch này được cộng đồng quốc tế và các doanh nghiệp hoan nghênh. Bên cạnh đó, với việc đại hội đảng diễn ra 5 năm một lần để các lãnh đạo đảng hoạch định và thống nhất chính sách, ông Sơn đánh giá rằng việc một hoặc hai lãnh đạo từ chức không ảnh hưởng tới tình hình chung. Ông Sơn cũng đề cập tới việc mong muốn Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Hiện tại, Mỹ vẫn coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường trong các vụ kiện thương mại. Điều này có thể dẫn tới sự gia tăng đáng kể của thuế chống bán phá giá khi hàng hóa Việt Nam được đưa tới Mỹ. Trong một diễn biến liên quan vào ngày 18 tháng 3, ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng đã lên đường đến thăm Trung Quốc. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, ngày 22 tháng 3, ông Lê Hoài Trung đã hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Thái Kỳ và ông Vương Nghị. Ông Thái Kỳ là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn Ngoại trưởng Vương Nghị là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo báo Nhân dân, trong các cuộc hội kiến, ông Trung đã đề nghị hai bên nỗ lực đạt được nhận thức chung ở cấp cao, cũng như tăng cường thêm tin cậy về mặt chính trị. Có thể hiểu là trong chuyến thăm này, đoàn công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã cập nhật cho phía Trung Quốc biết về những diễn biến chính trị gần đây ở trong nước. Gần đây hơn, vào chiều ngày 26 tháng 3 giờ Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Qua đó, ông Trọng gửi lời chúc mừng việc ông Putin tái đắc cử. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã ngỏ lời mời ông Putin sớm thăm chính thức Việt Nam và được ông Putin vui vẻ nhận lời. Thưa các bạn, trong vòng 13 tháng, Việt Nam có hai chủ tịch nước từ chức, năm ngoái là ông Nguyễn Xuân Phúc và năm nay là ông Võ Văn Thưởng. Việc này đã khiến cho giới đầu tư đặt câu hỏi về sự ổn định chính trị của Việt Nam. Theo các nhà phân tích, ổn định chính trị của Việt Nam lâu nay được đảm bảo bởi một chính phủ chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, điều này có vẻ đã bắt đầu lung lay. Thế nhưng, các nhà quan sát cũng đồng ý rằng những thay đổi lãnh đạo mới đây sẽ không ảnh hưởng đến các chính sách quan trọng của đất nước, bao gồm cả đường lối ngoại giao cây tre, nhằm duy trì quan hệ tốt với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Ngoài ra, ổn định chính trị là cực kỳ cần thiết đối với các tập đoàn đa quốc gia có hoạt động sản xuất lớn tại Việt Nam, cũng như những nhà đầu tư đang quan tâm tới thị trường này. Việt Nam được coi là trung tâm sản xuất chế tạo của khu vực Đông Nam Á. Hiện quốc gia này có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lũy kế lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội GDP. Tuy nhiên, Reuters cũng đánh giá rằng, ngay cả những nhà đầu tư vốn ca ngợi sự ổn định chính trị của Việt Nam có thể sẽ không an tâm với việc hai chủ tịch nước đột ngột từ chức chỉ trong một thời gian ngắn. Theo một cố vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, việc ông Thưởng bị miễn nhiệm có thể khiến cho các quyết định chính sách và hành chính càng thêm trễ nải, khi mà các quan chức phụ trách cứ canh cánh nỗi lo về chiến dịch chống tham nhũng. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC News tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang đã nhận định về tác động của việc ông Võ Văn Thưởng từ chức.
khi một cuộc chiến giao thông đụng đẩy mạnh như vậy thì vấn đề là cái quá trình hồi tố sẽ đẩy ra từ mức nào. Tại vì sai phạm của ông Thưởng thì được cho là ra vào giai đoạn ông đang làm thư của tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014, thực ra khá lâu rồi, hơn 10 năm rồi. Nó thực sự là không liên quan lắm tới những cái vị trí ông làm trong này, đặc biệt là vị trí ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đấy là ban tuyên giáo, sau đấy là thường trực ban bí thư và sau cùng là chủ tịch nước. Vì thế nó sẽ tạo ra một cái tâm lý nó sẽ tương đối là bất an trong trong hệ thống bộ máy quan liêu của nhà nước, cả các chính trị gia lẫn công chức, vì người ta sẽ không thể nào biết được là cái quá trình hồi tố nó sẽ đẩy nào và ai sẽ an toàn và ai không. Báo The Guardian cũng dẫn lời nhận định của ông Nguyễn Khắc Giang rằng việc Việt Nam thay đổi chủ tịch nước liên tục không phải là một dấu hiệu tốt đối với một quốc gia thường tự hào về ổn định chính trị. Dù khu vực FDI đã phần nào được tách khỏi chiến dịch chống tham nhũng, nhưng sự bất ổn có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chọn cách chờ đợi và theo dõi thêm giữa bối cảnh chính trị khó lường của Việt Nam, ông Giang đánh giá. Trong bài bình luận trên tờ Bloomberg, phóng viên kinh tế Karishma Vaswani đã đánh giá rằng Việt Nam đang trên bờ vực mất đi sức hút từ chiến lược Trung Quốc cộng một. Đây là chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia chuyển một số hoạt động kinh doanh sản xuất qua các quốc gia khác để tránh việc phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Điều này đã giúp Việt Nam thu hút được hơn 36 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong năm 2023. Giờ đây, bà Vaswani cho rằng việc ông Thưởng từ chức có thể gia tăng lo ngại ở Washington, nhất là sau khi Mỹ và Việt Nam vừa mới nâng cấp quan hệ chỉ 6 tháng trước. Bà cũng đánh giá rằng bất kỳ dấu hiệu bất ổn chính trị nào của Việt Nam cũng có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng của Mỹ dành cho quốc gia Đông Nam Á này. Thưa các bạn, vừa rồi là một số thông tin xoay quanh những diễn biến về mặt ngoại giao và kinh tế của Việt Nam sau khi ông Võ Văn Thưởng từ chức. Nếu các bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp, xin để lại bình luận dưới video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật nút chuông để theo dõi những nội dung đặc sắc của BBC News tiếng Việt. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.